Yo, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Mình là Vũ Lít và chào mừng các bạn đã đến với phần tiếp theo của Mở Dương Hashtag. Và nếu các bạn cảm thấy thích cái series này thì các bạn đừng quên bỏ lại một like và đừng quên chia sẻ video cho mình nhá. Thì mình cảm thấy là rất là vui khi mà những cái tập trước của mình đều đạt được 4.000 like đấy. Thì đó chính là cái động lực rất là lớn giúp mình có thể làm những cái video tiếp theo hay hơn đấy. Thì có rất là nhiều bạn kêu là làm ngu thế này mà cũng hướng dẫn. Mình cũng hướng dẫn đâu, mình chỉ quay vui thôi. Mình có cái video là mình nói là hướng dẫn đâu. Xong nhiều bạn kêu nhà quê. Em nhà quê đâu phải là như kiểu là không nhà quê thật nhưng mà không thích như kiểu phân biệt. Cho nên là mấy bạn phân biệt thì làm ơn lượn cho nhanh nhá. Và một số bạn cứ kêu là cái thằng này chơi quay ngu thế này mà cũng được 80.000 được đăng ký. Thì tại sao tôi được 80.000 đăng ký? Tại vì tôi chơi Minecraft chứ không phải là tôi chơi Liên Minh. Với cả là người ta thích cách nói chuyện của tôi thì họ đăng ký cho tôi. Còn cách nói chuyện của bạn xỉu nhi quá cho nên bạn có thể về cái kênh của bạn xem có ai đăng ký không nhá. Thôi mà mình lan man quá, bây giờ bắt đầu vào game thôi, không là khán giả lại cạch đá. Ok vào. Đây không phải là nick của mình nhá. Mình mượn nick của bạn Nhật. Một cái bạn trên một cái bạn mod cho mình mượn nick. Thì nếu bạn nào mà muốn có nhu cầu cho mình muốn nick để quay thì cứ việc đưa cho mình sẽ quay. Ok. Thì ok, bây giờ mình sẽ đi mua một đống hộp. Yeah. Mình có thể mua được đây. Ok, mình sẽ mua hết đi nhá. Ok, bởi vì bạn ấy cho mình quyền để quay cho nên mình có thể quay theo cái cách của mình. Hãy quay thay theo cách của Vũ Lít. Ok. Thì sau khi mua xong ấy thì chúng ta có được 18 cái chìa khóa. Ồ, lẽ ra là mình chỉ nên mua 19 cái dương thôi. Nhưng mà thôi lỡ rồi cho nên là không sao. Bây giờ mình sẽ bắt đầu quay nhá. Thì hình như bạn này chưa quay lần nào thì phải, hoặc là bạn ấy đã quay rồi. Thì để rút kinh nghiệm cho những lần trước á, thì lần này mình sẽ quay cho nó an toàn tí. Mình sẽ mở những cái này này. Ok. Yeah. Vũ khí đặc chất. Cái con này như lần trước mình quay được rồi. Và con này xem là giá của nó bao nhiêu nào. Giá 120. Bạn ấy kêu là những cái con nào ấy mà giá trên 200 thì anh ấy giữ lại. Còn những cái con nào mà giá dưới 200 thì anh cứ việc ép đấy. Thế là mình rất là tự tin vào mấy cái việc ép này. Mắt. Từ khi mà mình biết cái mắt này nó rất là cùi bắp cho nên mình không có như kiểu là hứng thú lắm so với mấy cái mắt các bạn ạ. Mình thật luôn đấy. Thế thế bây giờ chúng ta sẽ mở nhanh rút gọn đấy. Bạn này có nhiều RP ghê, 38.000 RP. Như kiểu là Bragat bơm nhậu. Nhưng mà cái skin này mình cũng giá 150 cũng được, nhưng mà chưa tới 200. Thì mình hy vọng là mình mở sau cho nó hên tí để cho bạn này bạn ấy, để cho nhiều bạn có động lực để ném tiền qua cửa sổ, nghĩa là cho mình mượn nick để mình quay ấy. Bạn nào cho mình mượn nick thì chắc là có trên 10 dương nhá. Thì như vậy thì mình có nhiều thời gian để lộn xào ấy, chém gió hơn cho những bạn xem như kiểu thú vị đấy. Và bạn nào xem không thấy thú vị thì tốt nhất là đừng có xem xong chửi kỳ lắm. Bạn hiểu không? Xem xong mà đã xem là phải vui mới xem, không vui thì đừng xem. Đấy. Không vui xem thì ức chế ra đúng không? 14. Timo phi hành gia. Timo phi hành gia như là một cái skin 200 RP, 180 à. Vậy mình vẫn có quyền luộc cái skin này đấy. Mình không biết là bạn Nhật này bạn thích đánh con gì. Katarina. Mình thì không đánh mid nhiều, mà mình không biết bạn có thích cái con này không. Mình mở khá là xui rồi đấy, nhưng mà từ đầu giờ mà mở toàn là trang phục là cũng khá là hên. Vừa nói hên xong bây giờ lại mở ra được hai cái con tướng. Vãi. Bây giờ mình sẽ mở tiếp nha. Bây giờ mình sẽ mở được cái gì đây? Ủa, skin này như mắc này. Nhưng mà skin này cũng không có hiếm và nó cũng chưa tới cái con số là 200 cho nên là cũng chưa được hiếm cho lắm. Cố lên nào, cố được cái skin gì ngon ngon tí để cho đỡ mày này mặt nào. Lidali thợ săn á, nhưng mà từ đầu giờ em mở được khá nhiều skin cũng khá là tốt, nhưng mà nó cũng không được thực sự là tốt lắm. Thì mình hy vọng là được một cái skin gì đó hiếm tí. Skin này hiếm nè.
Chắc là mình sẽ để lại mấy skin đá quý. Vâng, như bạn biết đấy, cái thói quen của mình ấy, là mở ra đá quý ấy, thì thường là mình sẽ đổi ra như kiểu là đổi ra dương, bởi vì thực sự ấy, là không có ai thì kiểu bỏ ra mà 2-3 triệu gì đấy để mà nạp vào để mà như kiểu là mua kia đâu. Mà nick này cũng chả phải nick của mình nữa, mà mình không biết là bạn này có như kiểu là đủ tiền để nạp không, nhưng mà bạn ấy cho phép mình nên mình sẽ đổi ra dương để có thể mở thêm cho các bạn xem đấy. Ok rồi, mình còn 9 cái chìa khóa cũng được đấy chứ nhỉ. Nào, mình sẽ mở ra cái gì hên đây. Samsung Wise Switch, skin này nó vẫn chưa phải là một skin hiếm. Thì nãy giờ mình mở ra được khá là nhiều skin đấy, bạn có thấy là khá là ok rồi. Nhưng mà mình hy vọng là mở ra một cái skin hiếm cơ, chứ không phải là chỉ một cái skin bình thường đấy. Nami Tiểu Long Ngư, Nami Tiểu Long Ngư hình như là hồi trước. Cái gì thế này? Thanh niên này hên vãi nồi. Thực sự là mình hên đấy, nhưng mà vẫn đổi ra dương các bạn ạ. Bởi vì Ani công nghệ nó cũng như là viền vông, viền vông có nhiều người lắm. Nhưng mà thực sự là cũng khá tiếc nhỉ. Cũng thật sự là khá tiếc, bởi vì nó như kiểu là có vẻ như là nó đủ á. Ồ, Redstone chiến tranh cổ ngữ á. Con này nó cũng khá là gọi là như nào nhỉ. Cũng, hồi trước là nó hình như nó không bán, nhưng mà bây giờ nó bán rồi. Bởi vì chỉ có những cái skin nào mà có cái hình này đấy nó mới không bán đúng không. Rồi thì mình sẽ mở tiếp. Thì nãy giờ mở toàn ra skin thôi cũng khá là hên đúng không. Hồi rách giữ đền á, nhìn đẹp thế. Mà có skin nào trên 200, vẫn chưa có skin nào trên 200 ở đây. Hy vọng đi, hy vọng là sẽ ra một cái gì đó tuyệt vời đi. Rồi sao lại ra tướng. Bây giờ mình sẽ đổi ba cái mảnh này để mình ra một con tướng kia nhá. Ok, không biết nó còn có tướng gì để mà ra không nữa rồi. Bởi vì bạn này nhiều đều EP vãi nồi ra mà chưa mua tướng rồi. Ray ra, thì đổi ra con tướng 6.3 cũng được, cũng ngon. Ok, mình còn 5 cái hộp nữa, chúng ta còn 5 hộp nữa để khám phá. Wow, Queen Do Thám. Nãy giờ mình mở được khá nhiều trang phục ấy, các bạn thấy là cũng khá là hên đấy. Đây, ra mớt vệ binh sa mạc. Trước khi mà mình chơi, trước khi mình mở, mình thường hỏi các bạn đây là bây giờ em thích là những cái skin nào thì anh sẽ để lại cho em. Nhưng mà bạn ấy kêu là thôi anh ơi, những cái skin nào mà dưới 200 RP thì anh cứ đổi, anh thích làm gì thì anh làm. Còn những cái skin nào mà trên 200 RP thì anh để lại. Thì mình thấy những cái skin này đều dưới 200 RP đó, thì mình nghĩ là tí mình sẽ ép. Nhưng mà mình sẽ để cái skin hiếm lại, nếu bạn ấy thích thì bạn sẽ đổi, bởi vì những cái skin kia nó không có hiếm lắm. Đấy. Và nãy giờ đổi ra toàn skin thì cũng công nhận là cũng hên thật. Mắt thì không hên tí nào hết á. Mình không thích mắt cho lắm. Mắt thì tí sẽ phân tách hết ra tinh hoa. Ồ, lại là một cái skin. Ồ, skin này hiếm này đúng không? Raiza quỷ ám. Ủa, hình như vừa được cái con Zira đúng không? Bây giờ thử vào đây xem nhá, xem trang phục Zira nhá, để mình xem thử. Đây. Ồ, có bán à? Có bán thì ui, SKT T1 Raiza mà rẻ thế, có 48 RP à? Wow. Cái này chắc hồi trước bán 199 này. Nhưng mà mình nghĩ là mấy cái ma quỷ Halloween nó bán hay sao mà bây giờ nó bán ta. Mình cũng không hiểu lắm, nhưng mà thôi kệ. Cũng không quan tâm lắm thời điểm hiện tại. Thì mình còn cái dương cuối cùng ấy, mình sẽ cố gắng mở ra. Ok, skin xịn nào. Mở ra mớt á. Mở ra mớt là nó không hay không rồi, mình sẽ được phân tách thôi. Thật sự chỉ có nước là phân tách thôi. Ok, có 56 tinh hoa, để mốt là có gì bạn sẽ đổi nha. Bây giờ mình sẽ như gọi là phân tách cái này đi. Mắt thì chắc là bạn, mắt là những cái thứ mà nó phù du nên chắc là không cần đâu nhỉ. Đấy, mình sẽ, nếu mà ra mắt tinh quang ấy, thì may ra là chúng ta như kiểu là còn có thể suy nghĩ lại, nhưng mà đây không phải là mắt tinh quang. Thì bây giờ mình sẽ bắt đầu cái tiến trình ấy, để xem là những bạn sẽ được những cái skin gì nhá. Thì mình sẽ như kiểu là làm với một số cái skin là mình không thích nhất. Zik Ma Pháp Đại Sư, mình thử xem nào. Để mình thử xem cái skin Zik này xem nó thế nào nhá. Zik hay là Zing thì mình không biết, nhưng mà
Mình sẽ xem Zik 150. Ui ông này có skin Zik 2 cái rồi. Ôi thằng này lại già quá. Bạn này đã có 2 cái skin Zik rồi cho nên là cái skin này chắc là bạn này không cần đâu. Hoặc là bạn thích skin Zik thì sao nhỉ? Sẽ lên Facebook với em hỏi rồi. Nhưng đang quay mà. Thôi kệ đi. Mình cứ chịch mấy hai cái skin này nè. Và ra mớt nè. Ui, lắc lắc cái này thường kinh lắm ấy này. Đấy. Sen ngoại khoa. Ông này có sen chưa nhỉ? Có sen nè. Xem bản này có mấy skin sen này nè. Ngọc chợ đâu? Tướng nè. Xem bản có mấy skin sen. Đây. Ui, đẹp đấy. Chưa có mấy skin sen. Đúng rồi, bạn này chưa có skin sen cho nên bạn mình đã tạo cơ hội cho bạn đánh tập đánh sen nhỉ. Mình cảm thấy mình vô dụng mà. Ủa, mà sao mấy cái skin này mắc nhỉ? Mình sẽ bắt đầu như kiểu mấy cái skin rẻ trước nha. Cái skin này sao có 60 đó nhỉ? Cui. Mình sẽ bắt đầu những cái skin này. Yeli thợ săn nè. Đây, mi rẻ này. Em ơi, ra skin đẹp đi. Mà skin này không bán đâu. Bạn này hình như còn chưa mua fiddle stick luôn. Holy shit, mà cái skin này hình như là hồi trước nó bán có 8. Không, hình như cái skin này khá là mắc á. Rách giữ đền thì bạn này có xài không? Cái này có 60 RP à? Xem bạn này đã mua cốc mo chưa? Và bạn này có skin cốc mo không? Chưa, nhiều khi á. Đây. Ủa, cốc mo, ủa? AO. Chưa, bạn này chưa mua cốc mo này. Skin này hiện tại cũng chưa có. Bạn này có skin này rồi. Bạn đã có skin cốc mo chúa bướm. Bạn đã có một cái skin rồi. Thì mình nghĩ là mỗi con tướng ấy chắc chỉ cần một skin thôi em ơi. Thì không biết là hiện màu xanh này, không biết là chưa có thôi. Chưa có. Nhìn nó hiện xanh xanh này. Thì ra là thôi. Thì chắc là cứ để đấy. Mình cảm thấy có lỗi thế nào, lỗi lầm thế nào rồi. Mình sẽ đổi lại cái này. Tại vì bạn nói là bạn không thích như kiểu là bạn kêu là con nào á mà nó dưới 200 á thì anh cứ đổi. Rồi mình quyết định là mình đổi. Thật sự là mình không có ý xấu gì đâu nhá. Và tướng. Đây này. Zana Dông Tố á, cái skin này nó không có bán. Và được 2 skin rồi nè. 3 skin rồi. Bây giờ mình sẽ đổi tiếp. 400 RP được 3 skin với một con tướng. Cũng có vẻ như là bắt đầu là có sự lời lãi rồi. Mình sẽ bắt đầu đổi nhá. Cái này 120 RP. Bạn này đã có 200 phục dích rồi. Có 200 phục dích rồi. Đây mình sẽ đổi 3 này. Rồi mọi chuyện thì mình sẽ tính sau rồi. Có 200 phục dích rồi. Và ước gì mình có trang phục Varus Hồ Quang. Mình đã mở cho bạn này ra Varus Hồ Quang. Mình rất là thích Varus Hồ Quang luôn. Nhưng mà bạn này được, không phải mình được. Mình có Ven Hồ Quang. Rồi. Mình rất là thích mấy trang phục AD ấy, hiểu không? Bạn này chưa có mua Varus. Chắc là mình sẽ làm nốt phát cuối luôn. Nghĩa là mình sẽ lấy cái con này. Và con này. Con này. Con này ấy, mình biết là nó sẽ như kiểu là nó đã có rồi. Nhưng mà cái giá nó khá là rẻ. Thì mình hy vọng là mình sẽ như kiểu là lần này mình sẽ chuộc lại mọi nỗi lầm. Lỗi lầm là mình sẽ mở ra một vị tướng là nó cao cao tí. Hiện tại là mình đã có nhiều là mình vừa mở được 2 skin rồi đúng không? Mở được, mình đã có 2 skin ở trong người rồi. Cộng với cái skin này nữa là 3, cộng với skin Varus là 4. Thì bây giờ mình sẽ đổi cái skin này nữa. Thì hy vọng ấy, là nó sẽ ra một cái skin gì đó ngon lành để cho như kiểu là mình đỡ như kiểu là cảm thấy là có lỗi với bạn Nhật này đấy. Thì ok mình sẽ đổi nhá. Chúa ơi, ra cái gì ngon ngon đi. Phan thì ông Mimidon. À vậy là bạn ấy được 4 skin. Những cái skin gì thì mình quên rồi. Thì bây giờ mình sẽ mua cho bạn ấy con Varus. Thì mình nghĩ là bạn ấy cũng thích Varus thôi. Bởi vì có Varus Hồ Quang mà, hy vọng là em sẽ bet Varus. Rồi. Thì bây giờ bạn sẽ như kiểu là mình sẽ chuyển cái con Varus này vào đây.
Tôi đã hay trang phục phụ nữ đương nhiên đúng không? Ồ, chết chết, nhầm. Tí nữa thì... Đây. Mở khóa. Ok, thì... cái tập này đến đây là hết rồi. Nếu các bạn cảm thấy thích thì đừng quên like và đừng quên chia sẻ video cho mình nhé. Thì nếu tuần này đạt được, cứ đạt được cái tốc độ vậy thì chắc là mình sẽ làm những cái video tiếp theo cho các bạn xem ấy. Ok, yêu các bạn vãi nồi.